chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật gây sốc giới tử vi. Cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, được trời ban phước lớn, tránh họa đắc phúc, làm ăn trúng lớn, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, càng già càng giàu có, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Quý vị thân mến, trong cuộc đời này, ai ai cũng đều phải chạy theo sự hối hả, xô bồ của cuộc sống, cầu tài và danh vọng là đích đến của rất nhiều người. Tại sao ta không muốn bình yên thầm lặng với đời, hay ta lo sợ rằng cuộc sống này sẽ vùi dập ta nếu không có gì cả? Tôi thật tiếc khi phải nói với bạn một điều rằng, đó là sự thật. Sự thật là nếu bạn không nỗ lực cố gắng, nỗ lực từng giây, từng phút một, thì bạn chỉ có thể thụt lùi ở phía sau, ngay cả cuộc sống hiện đại này. Vùi dập không thương tiếc, người đẩy kẻ xô thương thay cho số phận mình. Vậy tại sao cuộc đời lại lắm nỗi bất công như vậy, khi mà người giàu sang quyền quý, ai ai cũng phải nghiêng mình kính nể, nhưng có người lại chật vật nghèo khó xoay sở đủ đường, mà mãi không khá lên được. Tất cả những điều đó đều là vì một từ, cơ may. Rất may là mới đây nhất, các nhà tử vi học, chiêm tinh học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Các cao nhân có chỉ rõ, con giáp này tuổi trẻ có cuộc sống nhiều thăng trầm, lúc rủi, lúc may, nhưng sóng gió hoạn nạn ập đến bất ngờ cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi. Nếu như vượt qua được thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao vào thời kỳ trung vận, khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất thì cuộc sống của Tân Hợi mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Đặc biệt, từ năm 54 tuổi trở đi, vận tài lộc của Tân Hợi rất hanh thông, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, làm gì cũng dễ thành công, tiền bạc đổ về ầm ầm, chất đầy két. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận sẽ được tận hưởng phú quý vinh hoa, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy, cụ thể vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 sẽ diễn biến như thế nào? Tương lai của Tân Hợi sẽ đón nhận những cơ may gì? Và cần chuẩn bị những gì để đón lành tránh dữ? Ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ vận may nào nhé! Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tính cách và tài năng làm nên vận mệnh cuộc đời người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Xem tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân, âm kim, ghép với chi hợi âm thủy. 1. Thiên can Tân là gì? Thiên can Tân là can đứng thứ 8 trong 10 thiên can, đứng trước can Tân là canh và đứng sau là nhâm. Thiên can gắn liền với chu kỳ sinh trưởng của thực vật. Thiên can Tân tượng trưng cho sự khô héo của thực vật, đồng thời quả chín bị động vật ăn và phát hạt ra các vùng đất mới, tạo tiền đề cho sự sống thế hệ tiếp theo. Tân thuộc âm kim, chỉ chu bảo, đá quý, rượu kim, đồ trang kim, thanh cao, những kim loại mềm và mỏng, có tính cao quý trang nhã đẹp đẽ. Người thiên can Tân có tính cách ôn nhu hào sảng, khí chất thanh cao. Họ đi đứng và ăn nói nhẹ nhàng, nên được nhiều người thương mến. Tuy họ thích thể diện, nhưng ít muốn va chạm, xông xáo với giới phàm tục, vì thế đôi lúc bị người khác hiểu lầm là thiếu khí phách. Thiên can Tân kim, tính tình tương đối ấm áp, trọng tình cảm và lòng tự tôn cao. Họ thích hư vinh và thích giữ thể diện hình thức. Tuy nhiên, đôi khi họ mềm yếu, thiếu kiên cường. Tân kim mềm yếu nên sợ bị ức hiếp mắng mỏ. Tuy nhiên, họ có sức chịu đựng dẻo dai. Mặc dù bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại kiên cường bất khuất, có chí tiến thủ. Họ có khả năng khắc phục khó khăn để có thể hoàn thành việc lớn. Nếu họ có phúc tốt sẽ học giỏi hiền lành. Nhờ có can Tân trong tuổi nên Tân Hợi thường là mẫu người thành công, có danh vọng và địa vị trong xã hội ở mọi ngành nghề. Nếu có mệnh thân đóng tại thiên tỵ thì thủa thiếu thời vất vả, nhưng trung vận phát phú, Tân Hợi có tính tình cẩn thận, trực tính, cương nhu tùy lúc. Đồng thời, họ còn có lý tưởng cao đẹp, bản tính phóng khoáng, có tài lãnh đạo, chí tiến thủ cao, nhưng đôi lúc ngây thơ, lãng mạn. Mẫu người Tân Hợi thuở nhỏ hơi lận đận, nhưng sau khi lập gia đình thì yên ổn vững vàng. Họ có trực giác cao, tính ôn hòa êm dịu, cuộc sống đôi lúc trộn lẫn mộng và thực. Rất trọng chữ tín, nên được nhiều người mến phục. Họ có sở trường mọi ngành nghệ thuật và cùng sở trường về văn chương và khoa học. Về mặt tài lộc, người tuổi Tân Hợi nếu có phúc tốt sẽ học giỏi. Họ có tính cách hiền từ, đi đứng và ăn nói nhỏ nhẹ nên được nhiều người thương mến. Những người này sẽ kinh doanh thành công về các lĩnh vực như vàng bạc, đá quý, ngoại tệ hoặc kỹ thuật vi tính. Nếu nữ tuổi Tân Hợi mệnh kém phúc thì họ sẽ có tính hay ghen tị, tranh chua, còn nam giới thì tính tình nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi, cục cằn. Vì vậy nếu không tu tâm dưỡng tính thay đổi bản thân thì người này khó có thể thăng tiến và thành công trong công việc. Về mặt tình duyên, nữ giới can Tân nếu thiên về đoài sẽ là cô gái đẹp, nhưng bạc mệnh, phải trải qua 2-3 cuộc hôn nhân, họ phải có phúc và biết tu tâm dưỡng tính để không trở thành quả phụ. Còn đối với nam,
tình duyên có vẻ lợi hơn nữ giới. Ở trung vận, cuộc đời tuy khá giả, nhưng hay lo nghĩ, có bản mệnh phải lo toan cho cả gia đình hai bên, nên thường chịu thiệt thòi. Vì tính tình mềm yếu hay thay đổi lập trường, nên người can tân cần chú ý chọn người bạn đời hồng phúc tốt, sẽ gánh đỡ những vận hạn của mình. Về sức khỏe, các bệnh thường mắc phải là cảm mạo, phong hàn. Bản mệnh này nên cẩn thận những ngày trái gió trở trời và không nên đến những nơi có băng tuyết. Với nữ cần chú ý các bệnh như ung thư vú, gân, xương cốt và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. 2. Địa chi Hợi là gì? Khi nhắc đến địa chi Hợi, tức là những người tuổi Hợi, nhiều người thường nghĩ họ có cuộc sống thanh nhàn. Nhưng thực tế không phải tất cả những người tuổi Hợi đều có số hưởng như vậy. Có một điểm khá giống ở những người tuổi Hợi là lành tính, chất phác, không thích cuộc sống màu mè. Trong con mắt của mọi người xung quanh, tuổi Tân Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Tân Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tuổi Tân Hợi cũng không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp nhưng nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy, tuổi Tân Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Trong số 12 con giáp, thì những người sinh năm Hợi là con giáp có tấm lòng Bồ Tát. Họ thường có tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành cao. Họ quan tâm sâu sắc đến gia đình và bạn bè, luôn ủng hộ và bảo vệ những người thân yêu. Tuổi Hợi là con giáp có tâm địa tốt, ăn ở hiền lành tử tế, có trái tim Bồ Tát mạnh mẽ và sẵn sàng giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn, không hề keo kiệt một chút nào. Tuy nhiên, khi cảm thấy mình hoặc người khác bị đe dọa, người tuổi Hợi cũng có thể thi triển những thủ đoạn thông minh để kiên quyết bảo vệ người và vật mình yêu quý. Sự quyết tâm và lòng dũng cảm của họ khiến họ trở thành một thế lực đáng gờm trong mắt người khác. Thực ra, tuổi Hợi sẽ ra tay đúng lúc, chứ không hề sốc nổi, ngạo mạn như người khác vẫn nghĩ. Có vóc dáng và tính cách sang trọng, dễ thứ tha và có cung cách hoàn chỉnh, tài thường ngoạn có 102, tuổi Hợi vị tha và không hề nghĩ mình là kẻ trên người trước. Thích đùm bọc bạn bè và gia đình, chịu khổ nhọc để cho người khác được hạnh phúc, lấy cái vui của người khác làm niềm vui cho mình. Có thể kết bạn bè với tuổi Hợi thì đây là một người bạn chân tình, biết tôn trọng mọi mối quan hệ, có thể đây là ưu điểm nổi bật của tuổi này. Mặc dù vui vẻ như thế, nhưng đổi lại những lúc cau có nổi lôi đình thì cũng chẳng nhường nhịn ai và thường ngoan cố bảo thủ trong suy nghĩ và cách làm. Người tuổi Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, chỉnh tề, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp người làm niềm vui. Có thể thay người đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nguy nan, họ dễ chung tay giúp đỡ. Thái độ chân thành của người tuổi Hợi sẽ giúp những người trong cuộc nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, dù chưa yêu cầu hay nhờ cậy ai. Còn trong tình yêu, người tuổi Hợi rất chung thủy, họ không dễ yêu, nhưng một khi đã yêu ai họ sẽ dành trọn tình yêu cho người ấy. Tuy nhiên cũng vì chung tình, nên nhiều người tuổi Hợi dễ bị lụy tình. Con gái tuổi Hợi thường phóng khoáng và dễ tha thứ, không ghim gút và thù hằn lâu, thậm chí có thể dỗ ngọt, mê ăn, mê uống, khiến cho người ta trêu là tuổi mê ăn. Trong 12 con giáp là người có tâm hồn ăn uống, vì có tấm lòng vàng, nên tuổi này sẽ là người bạn tuyệt vời. Những người cầm tinh con heo, bất kể làm công việc gì đa số đều biết sử dụng mọi ưu điểm của mình để tạo dựng một phong cách rất mới. Thường những người sinh năm Hợi thích hợp hơn trong những ngành nghề như kiến trúc, âm nhạc, dịch vụ, vân vân. Phụ nữ tuổi Hợi thường tài hoa hoạt bát, thoải mái, rất thông minh, thích giúp đỡ người khác. Vì vậy không chỉ người khác giới, ngay cả người cùng giới cũng rất quý mến họ. Bất kể là họ bước vào đời sống gia đình hay bước ra xã hội tự lập, dường như họ đều có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, có dáng vẻ rất dịu dàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa tính kiên cường tự trọng. Đàn ông tuổi Hợi thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng sâu xa mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng không chút vẩn đục. Những người đàn ông tuổi Hợi cũng là người nhiệt huyết và yêu gia đình, họ có đam mê mãnh liệt với công việc và cả tình yêu. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Người tuổi Tân Hợi trời sinh được phúc tinh chiếu mệnh, nên cuộc đời nhìn chung bằng phẳng, chẳng chịu nhiều sóng gió. Người này có số phú quý an nhàn, sự nghiệp công danh đủ đầy, được quý nhân tương trợ, nên nếu theo nghiệp quan trường thì sẽ làm nên đại sự, địa vị cao quý, được nhiều người kính nể. Tuy thuở nhỏ có nhiều rắc rối, nhưng trên chặng đường được Phật A-di-đà bảo hộ, nên có nạn hay khó khăn đều có thể may mắn vượt qua, lớn lên sẽ thành công về mặt danh phận. Cuộc sống của Tân Hợi sẽ ổn định vững chắc vào năm 40 tuổi trở lên.
cuộc sống có nhiều phúc đức về sau, may mắn tiền tài sự nghiệp như ý, tích lũy được nhiều của cải, con cái sẽ được hưởng. Cuộc sống có nhiều phúc lộc và thường có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên, họ mắc thói ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác, giao tiếp kém hay lo chuyện bao đồng và thích phê phán chuyện thị phi do cá tính cương trực, không ưa nịnh hót, lươn lẹo, lại thêm nghĩ gì nói nấy nên trong cuộc sống họ dễ bị hiểu lầm, hay vướng vào tranh cãi với người xung quanh, thậm chí là bị cô lập. Người tuổi Tân Hợi nên đeo ngọc bội hình Phật độ mệnh thì sẽ giúp cầu các kỵ hung, một đời bình an. Về sức khỏe, người tuổi Tân Hợi dễ mắc những bệnh về thận, thường ngày nên chăm chỉ tập thể dục và giữ đời sống tình cảm ổn định, đôi lúc sẽ có hiện tượng suy nhược sức khỏe và hành sự dựa nhiều vào cảm tính. Trong công việc họ rất chuyên tâm, khi đã xác định được mục tiêu họ sẽ dồn hết tâm trí và sức lực vào công việc. Tuy nhiên, đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại dễ nản lòng thoái chí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân. Tuổi Hợi có tam hợp quý nhân là Mão, Mùi, lục hợp quý nhân là Dần trong đời sống và công việc. Các chú lợn nên tìm bạn bè đối tác làm ăn thuộc các con giáp trên, họ sẽ đem lại nhiều may mắn và giúp bạn gây dựng con đường sự nghiệp. Nhìn chung thì vận tài lộc của người tuổi Tân Hợi rất rực rỡ, trong việc kinh doanh buôn bán cần phát huy sức hút cá nhân, sẽ phát triển thuận lợi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, nhìn trước ngó sau cẩn thận thì hãy dũng cảm tiến tới nắm bắt cơ hội trước mắt. Trong cuộc sống, nam Tân Hợi được ông quan đế độ mạng, ban cho thể lực tốt, nữ Tân Hợi được bà chúa tiên độ mạng, ban phát về mặt sức khỏe luôn được bình an. Theo tử vi chọn đời, tuổi Tân Hợi có tuổi thọ trung bình từ 70 đến 92 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở phúc đức sẽ được gia tăng tuổi thọ, ăn ở gian ác sẽ bị giảm tuổi thọ. Đầu tiên, xem tài lộc chọn đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít, cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu. Vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh, muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho không giữ được tiền. Vận cát tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng, cũng có vai trò rất quan trọng, không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát, ít phá tài. Xem tử vi chọn đời cho thấy, tuổi Hợi là cung hoàng đạo, có số tài lộc đẹp nhất trong toàn bộ 12 cung hoàng đạo, trời sinh nhiều tài lộc may mắn. Chỉ cần bạn nỗ lực chăm chỉ làm lụng thì tài lộc không mời mà đến, cuộc sống không phải lo nghĩ, an nhàn đến cuối đời, ngoại trừ tự tin và siêng năng thì đã có thừa. Hãy nhớ chú ý đến các mối giao hảo xung quanh, đó cũng có thể là những quý nhân đem đến sự giúp đỡ bất ngờ trong công việc và cuộc sống. Về cơ bản, đường tài lộc, chính tài và thứ tài của người tuổi Tân Hợi đều rất tốt, hãy vững tin với lựa chọn của mình, dám nghĩ, dám làm, sai thì đứng lên làm lại. Chắc chắn thành công sẽ mỉm cười, có điều, hành sự nên nhìn trước ngó sau, suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Họ cũng có nhân duyên tốt, nên người này may mắn có nhiều người giúp đỡ, ngay cả những lúc không ngờ tới nhất. Vì thế nên chú ý gây dựng các mối quan hệ trong xã hội hơn nữa, sẽ giúp Tân Hợi mở ra được thêm nhiều cơ hội kiếm tiền về tay đấy. Trong cuộc đời vì thế cũng tích lũy được khối tài sản lớn, điền sản đất đai cũng nhiều, nhà cao cửa rộng khang trang, về già còn được lộc con cái cho, sống hạnh phúc an vui. Xem tử vi cho thấy, từ 54 tuổi trở đi, đường tài lộc của những người tuổi Hợi sinh năm 1971 vẫn khá ấn tượng, bạn không cần vất vả làm việc thì tiền bạc sẽ tự nhiên đến cửa nhà. Đặc biệt trong năm 2024 này, bản mệnh có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không cần phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam Hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho Tân Hợi, việc làm của anh chị là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình. Không nên ôm đồm quá mức khiến cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng chạm tay tới cái đích mình đặt ra nhanh chóng bất ngờ. Người làm công ăn lương cũng có một năm may mắn, khi có nhiều quý nhân giúp đỡ, giúp bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, cũng sẽ nhận được nhiều khoản hoa hồng hay thưởng nóng, hãy coi đây là phần thưởng để tiếp tục cống hiến trong tương lai nhé. Tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi về công danh sự nghiệp. Người cầm tinh con lợn có tính độc lập cao, ham học hỏi, họ lương thiện, giàu lòng nhân ái, họ cũng là người trung thực đáng tin cậy, thông minh, giỏi quan sát, có tư tưởng tiến bộ, trong công việc họ rất chuyên tâm, một khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ dồn hết tâm trí và sức lực vào công việc. Tuy nhiên,
Đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại dễ nản lòng thoái chí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân. Lời khuyên dành cho tuổi Tân Hợi là hãy vững lòng, học cách bảo vệ quan điểm của mình, tuy nhiên đừng quá bảo thủ, mọi chuyện đều theo ý của mình thì rắc rối nhỏ sẽ biến thành phiền phức to. Khi có vấn đề quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, biết bàn bạc thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết, khắc phục hậu quả tốt nhất. Nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Hợi có nhiều điểm mạnh cần phải được phát huy nhiều hơn. Với sự khéo léo trong giao tiếp ứng xử, tuổi Tân Hợi tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn. Con mắt tinh tế và đầu óc phân tích sắc sảo giúp họ có cái nhìn khách quan, chính xác về nhu cầu của thị trường, từ đó quyết định đẩy mạnh mặt hàng cần kinh doanh. Tuy nhiên, nếu muốn công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi hơn, tuổi Tân Hợi cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định điều gì đó, hơn nữa trong những tình huống gấp rút bất ngờ. Quyết đoán mới chính là yếu tố giúp họ giải quyết vấn đề. Nếu có đam mê với kinh doanh, họ nên thử sức với lĩnh vực buôn bán bất động sản. Đặc biệt, theo lời giải của các bậc thầy tử vi, thì từ 54 tuổi trở đi, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có nhiều điểm sáng đáng kể. Do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện, có thể thấy rằng mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Trong năm 2024 này, Tam Hội đem tới quý nhân giúp bạn tìm ra định hướng phát triển. Dù có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình. Từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Giai đoạn này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn. Bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ, hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn sáng suốt, nhanh chóng tìm ra phương hướng giải quyết công việc. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi về mặt tình duyên, gia đạo. Về phương diện tình cảm, nam giới tuổi Hợi khá ổn định. Khi đã xác định rõ tình cảm của mình thì họ không dễ dàng thay đổi, tuy không phải là cao thủ tình trường, nhưng vẫn có duyên nắm giữ trái tim phái nữ. Có lẽ chính tính cách chân thành, trung thực của họ mới là điều khiến cho đối phương tin tưởng để trao gửi tình cảm. Nữ giới tuổi này là người dịu dàng, lương thiện, họ giàu tình cảm, song bản chất lại là người mạnh mẽ cứng cỏi. Nhưng là con gái nên nữ tuổi Hợi không tránh khỏi những khi yếu đuối trước tình yêu và bị chi phối bởi cảm xúc. Sau khi kết hôn đây sẽ là mẫu người phụ nữ của gia đình, là người vợ hiền mẹ đảm, yêu chồng thương con. Trong tử vi, Hợi và Dần tạo nên một góc lục hợp, do đó Dần được gọi là lục hợp quý nhân của Hợi. Tuổi Hợi nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con hổ để xây dựng hôn nhân bền vững tốt đẹp. Ngoài ra, người tuổi Hợi còn hợp với người tuổi Mão và tuổi Mùi. Ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Hợi. Theo tử vi chọn đời, gia đạo của Tân Hợi đa phần đều êm ấm, cuộc sống hôn nhân trọn vẹn hạnh phúc. Tuổi Tân Hợi yêu gia đình của mình, luôn là trụ cột và chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn bất đồng. Điều quan trọng là Tân Hợi cần phải biết nhường nhịn, dĩ hòa vi quý mới có thể duy trì mối quan hệ lâu dài, hòa thuận. Tân Hợi cũng may mắn có con cái ngoan ngoãn, giỏi giang, gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp mẫu mực, anh em hòa thuận, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, dường như rất ít khi xảy ra tranh chấp đấu khẩu. Tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi về mặt sức khỏe. Cung thọ tự chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn. Đời người sợ nhất là gặp phải tai sát, tuế sát, cách góc sát, dương nhẫn, hoa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hung sát này thì dễ thập tử nhất sinh, rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời. Cũng chính là vì gặp những họa trên, vì thế, trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi, nhưng nếu không có sức khỏe, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn đến thế nào cũng vô tác dụng. Theo tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, con giáp này có tuổi thọ khá cao, sức khỏe ổn định, ít khi gặp những biến cố lớn về tinh thần, nên luôn mang một phong thái nhẹ nhàng bình thản. Càng có tuổi thì sức khỏe càng yếu đi, là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng nếu biết điều hòa cân bằng cuộc sống thì sẽ mang lại sự bình an trong sức khỏe. Bệnh tật cũng vì thế mà ít ghé thăm hơn. Tuy nhiên, cần phải luôn để ý chăm lo cho sức khỏe thường xuyên, bởi Tân Hợi sinh năm 1971 thường ít quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Chỉ khi ốm bạn mới nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe, còn khi khỏi bệnh bạn lại quên đi điều đó. Khi còn nhỏ,
Người tuổi Tân Hợi có sức khỏe tốt, gặp nhiều may mắn, mặc dù ăn uống không khoa học, nhưng việc luyện tập thể dục thể thao cũng giúp xua đuổi bệnh tật. Ở độ tuổi trung niên và tuổi già, vận may về sức khỏe của người Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ không giảm sút nhiều, mặc dù sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Bệnh nghiêm trọng không mắc, nhưng bệnh vặt khó tránh, cần phải lắng nghe và để ý nó, chăm chỉ luyện tập thể dục mỗi ngày để được sống an hưởng tuổi già bên con cháu nhiều hơn nhé. Tiếp theo là vận mệnh của Tân Hợi, sinh năm 1971 theo tháng sinh âm lịch, 12 tháng trong âm lịch trải dài qua 4 mùa, 24 tiết khí với các đặc điểm khác nhau, bởi vậy vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh vào những khoảng thời gian này cũng có sự khác biệt nhất định. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 1 âm lịch. Bản mệnh có tài, có đức, không vì quyền thế địa vị mà đánh mất lương tâm, họ chăm chỉ làm điều thiện, tích phúc đức cho con cháu, nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 2 âm lịch. Người sinh vào tháng 2 âm lịch được số mệnh ưu ái, sống cảnh giàu sang cả đời hưởng phúc, sức khỏe của những người này cũng không có gì đáng ngại, ít mắc bệnh vặt. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 3 âm lịch. Bản mệnh độc lập tự cường, gây dựng sự nghiệp bằng chính sức của mình, người này cũng không ưa luồn cúi, nịnh nọt, do vậy tuy hơi vất vả, nhưng cuối cùng cũng được cuộc sống như ý muốn. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 4 âm lịch. Người sinh tháng 4 biết trước biết sau, thấu đáo tinh tế trong mọi việc, lại thêm quý nhân phù trợ, nên mệnh chủ có số giàu sang, địa vị cao trong chốn quan trường. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 5 âm lịch. Đây là người có tài năng văn chương nghệ thuật, được người tán thưởng, ngưỡng mộ, họ ít có duyên buôn bán, nên gặp một số gian nan, trắc trở nhất định. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 6 âm lịch. Tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 6 trọng tình cảm, tài hoa có thừa, nhưng lại đa sầu đa cảm, nên dễ bỏ mất cơ hội, bản mệnh nên quyết đoán và nỗ lực nhiều hơn ắt sẽ thành công. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 7 âm lịch. Người sinh vào tháng này thông minh tài giỏi, cuộc sống thuận lợi may mắn, nhưng đôi khi họ khiến người khác phật ý vì tính bảo thủ, nóng nảy và làm theo ý mình. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 8 âm lịch. Thời trẻ vận mệnh có phần trắc trở, đường lập nghiệp muôn trùng khó khăn, tuy nhiên những thử thách này bản mệnh đều dễ dàng vượt qua, thẳng tiến tới đích, về sau họ được hưởng thanh nhàn, thành công hơn nhiều người khác. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 9 âm lịch. Tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 9 âm lịch, ưa cuộc sống an bình, ít thăng trầm sóng gió, vận số bản mệnh được ưu ái, nhiều vận may không phải lo nghĩ nhiều đến cơm áo gạo tiền. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 10 âm lịch. Bản mệnh tính tình nhã nhặn, lịch thiệp, cư xử lễ độ, nên giành được thiện cảm, dù vậy đôi khi họ hơi hiếu thắng, gặp chuyện phải tranh cãi đến cùng. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 11 âm lịch. Đây là những người thành công trên cả phương diện công việc và cuộc sống, vận mệnh của người tuổi Tân Hợi sinh tháng này rất ít gặp phải gian nan trắc trở, mưu sự dễ thành. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 12 âm lịch. Tuổi Tân Hợi sinh cuối năm khó được thuận lợi như những người khác, nhưng nếu bản mệnh biết suy nghĩ tích cực, chuẩn bị chu đáo cho mọi tình huống, thì không gì có thể ngăn cản thành công của họ. Quý vị thân mến, Phật dạy rằng, cuộc đời người muốn cả đời bình an, vạn kiếp không khổ, hãy thay đổi chính mình và làm những việc thiện dưới đây. Yêu quý hết thảy muôn loài, hận thù không thể hóa giải bởi hận thù, mà bằng tình yêu, đây là chân lý muôn đời, con không là những gì con nói, mà là những gì con làm. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay, nhưng nếu anh ta có bình an, có tình yêu thương và sự dũng cảm, thì anh ta mới thật sự được gọi là khôn ngoan. Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng, sống nhân ái. Cái thiện và cái ác luôn tồn tại song song trong cuộc sống, ở mỗi con người chúng ta, ranh giới giữa cái tốt và xấu cũng mong manh khôn lường, kèm theo đó là luật nhân quả, nghiệp báo. Nhân duyên là do ý trời, mọi việc diễn ra theo cơ duyên, nhưng tất cả được quyết định từ ý chí và tâm hồn của mỗi người. Hôm nay bạn gieo nhân thiện, ngày mai ắt được quả lành, đời có vay có trả, có được có mất, có hạnh phúc có đau thương, nhưng để làm chi khi nhắm mắt xuôi tay. Lìa xa cõi đời rồi thì tất cả chỉ là cát bụi hư vô, khi giao tiếp thì đừng cầu lợi cho mình, vì cầu lợi cho mình thì sẽ mất đạo nghĩa. Đừng tin vào mọi thứ con được dạy phải tin, đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì, bởi vì con đã nghe thấy, đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì, bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng, đừng dễ dàng tin vào điều gì, bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều, đừng dễ dàng tin tưởng điều gì, vì chúng là lời của những bậc tiền bối và của thầy con, đừng dễ dàng tin vào truyền thống,
bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, khi con thấy chúng phù hợp với lý lẽ, đưa đến điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận và sống vì nó. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Bí quyết để có sức khỏe tốt chính là an trú trong hiện tại, bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác. Không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc, hòa nhã với tất cả. Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, tự ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Có khi trong đời con sẽ lâm vào những hoàn cảnh ấy. Thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. Muốn thay đổi vạn vật trong thế giới, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình. Đừng tưởng cá nhân nhỏ bé không ảnh hưởng tới tập thể to lớn. Nhất cử nhất động của mỗi người đều có sự tác động tốt xấu, tiêu cực, tích cực tới những người xung quanh. Oan ức vẫn không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xa. Vì làm như vậy là hèn nhát, mà thù oán lại càng thêm tăng. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công, vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.